nhằm định hướng và đẩy mạnh các hoạt động thuộc chương trình quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030, rà soát sửa đổi bổ sung luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Vừa qua tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị tiết kiệm năng lượng toàn quốc năm 2022. An ninh năng lượng và phát triển ngành năng lượng bền vững luôn là mối quan tâm hàng đầu của Chính phủ Việt Nam. Để đối phó với thách thức về an ninh cấp điện và an ninh năng lượng nói chung, cần thiết phải xây dựng cơ chế chính sách đồng bộ, chế tài đủ mạnh và khả thi để khuyến khích đầu tư và sử dụng các công nghệ trang thiết bị tiết kiệm năng lượng. Dự báo trong 5 năm tới, nhu cầu điện năng vẫn tăng trưởng ở mức khoảng 8,5%. Tuy nhiên, theo kết quả đánh giá của Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN về kế hoạch cung cấp điện giai đoạn 2020-2025, thì việc đảm bảo cung cấp điện trong giai đoạn này sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là trong trường hợp xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan. Do vậy, song song với việc triển khai các nguồn năng lượng sơ cấp để đáp ứng nhu cầu về năng lượng của nền kinh tế và toàn xã hội, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả còn là giải pháp quan trọng đóng góp cho việc thực hiện cam kết của Việt Nam tại Thỏa thuận Paris về ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu, cũng như tại Hội nghị Thượng đỉnh Biến đổi khí hậu COP26 về thực hiện lộ trình giảm phát thải khí nhà kính về không vào năm 2050.